đây nó nhẹ nhàng lắm, nó nhẹ, mọi người để như này đây, không dùng được mọi người để như này đấy, mọi người bỏ vào túi cho em, mọi người bỏ vào túi cho em, tí nữa like xong cháu cho bạn 500k nhá, bà muốn sứa nhá. Cái nào dùng ok hơn em, em thấy là cái nào cũng tốt, cái nào cũng dùng giống nhau mọi người ạ, cái nào cũng dùng cũng ok. Cảm ơn danh ra Trần nha, mọi người cứ đặt thử về đi, cứ đặt thử về cho chồng hoặc là mình, bản thân mình hoặc là người yêu đấy, anh em trai cũng được, mọi người dùng về thử cho mình nhá. Cái này cạo lúc nãy cũng được nhá, không phải dùng để làm đâu, mọi người dùng cái này cho nhà cho em nhá, dùng cực kỳ thích hơn. Cái to hơn nó như thế nào, cái to hơn thì cũng như thế thôi, cũng lúc mua về cũng được tặng thôi, mọi người có cái này đấy, đây cũng dùng cũng ok như thế này. Đây ạ, có hai loại, một loại 176, một loại 146. Tặng kia một đám quay nở đi. Dạ. Hai túi ngủ đó. Có hai kia túi đang ngủ cháu. Đấy. Cực kỳ tiện lợi luôn mọi người nhá. Để mình xem. Năm nách có không nhờ. Giá cực kỳ tuyệt vời lắm mọi người nhá. Giá đang là 146k thôi. Còn 10 suất nữa mọi người ơi, còn 10 suất cuối nữa thôi, 10 suất cuối nữa thôi. Giá là 221k hôm nay, chỉ còn là Lâm Nách mày liệu cổ đấy anh. À mày liệu đang dùng Lâm Nách đúng không? Để chờ mình một tí nhá, chờ mình một tí để mình bà mua đây. Bà ngồi lái đi. Bà ngồi ra một tí nhá. Bà cầm cái này cháu. Chờ anh một chờ mọi người chờ mình một tí để mình xuống lấy Lâm Nách nhá. Để mình xuống lấy tí nước đó. Cháu đi lấy bao uống nhá. Ba hỏi chuyện này mọi người đi. Ba hỏi mọi người ăn cơm chưa? Ba hỏi mọi người ăn cơm chưa? Nãy giờ bà nói chuyện với mọi người. Trông bà cho Hoàng. Nãy giờ bà nói gì không mọi người ơi? Bà nãy giờ bà nói gì không? Gần 5k trông bà cho Hoàng rồi mọi người. Cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã trông bà cho Hoàng nhá. Bà nói nhiều lắm à. Nãy giờ bà nói gì không mọi người? Mọi người kể cho em nghe với. Mọi người kể cho em nghe với xem. Nãy giờ không có mình bà nói gì không? Bà lặng im. Bà không nói gì à? Còn năm suất nữa mọi người ơi, còn năm suất nữa thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Ui, đưa bà xuống nhiệt lên rồi. Lê ơi, Lê, chờ mình một tí nhá, chờ mình một tí. Anh nghĩ ơi, trông bà cho em cái nhá. Ok. Bà đi nhổ trầu mọi người ạ. Đi nhổ trầu có hai anh trở lại của mình đang ngồi ngoài kia đang chém gió. Bà bảo sợ Nam Hoàng sợ vợ lắm á. Vợ mình nạt suốt rồi, không sợ gì. Vợ là không phải sợ, vợ là để tôn trọng như cả nhà nha, không phải để sợ nha. Ô còn năm. Vừa là để yêu thương nha mọi người nha, không được ấy. Năm suất nữa mọi người, năm suất nữa, cái này không cần đổi lấy dao cạo râu đâu mọi người ạ. Đây mọi người khi mua về là mọi người sẽ có cái này, dùng cái này nha. Thật nhiệt liệt thiêng nhỉ,
xong sau. Hả? Mọi người thấy Nhật Lệ có thiêng không mọi người? Cứ lúc nào cũng hello, cũng nhắc một tí là hay là xong má này lên bán cái này luôn nhỉ? Ở mặt nào đó là? Ờ. Mặt nào mình mới đưa đây đâu. Đây, đây mình đưa lên này. Đây. Gì mà ba máy? Hai loại này khác nhau thế nào anh? Hai loại này cũng giống nhau nhá. Hai loại này cũng là ná giống nhau, cùng là một sản phẩm của cái Konica cả mọi người ạ. Đây. Konica. Konica đấy. Còn 5 suất nữa thôi mọi người nhá. Mọi người yêu quý mình, mọi người mua giúp cho mình đấy mọi người nhá. Mọi người yêu quý công ty Hoàng Tiến. Công ty Hoàng Tiến. Khác nhau là nó nằm ở trong phân loại đấy. Trong phân loại kia là nó có cái phần khác nhau. Ừ. Anh Hoàng bảo không sửa vợ. Đúng hả? Vợ sửa. Nể rồi. Chị ấy, mình tung tuyệt chiêu. Tí là tắt đèn thì bảo nhau thôi. Lên đây mọi người chỉ chết đâu. Mới bắt hồn. Chính được của bánh. Thôi, lên mặt nạ đi. Lên mặt nạ đi nhá. Lên mặt nạ. Lên mặt nạ đi. Bà ngồi đây đi. Bà ngồi đây cho bà. Không, bà ngồi đi. Ui trời, bà ngồi đây à? Bà ngồi đây đi. Bà ngồi đây chào đắp mặt nạ cho. Ôi lên mặt nạ nha mọi người ơi. Mặt nạ color key. Đấy, combo như nào đây? Bà ngồi đi. Đây đây, bà ngồi đi. Không, bà là khách mời VIP mà. Bà ngồi đây. Bà có muốn da đẹp không? Bà? Có. Đắp mặt nạ đâu? Bà có muốn da đẹp không? Có. Ôi bà ngồi đây. Ôi combo như nào ấy được anh ơi? Kẹp của bà không? Kẹp của bà không? Kẹp của bà. Kẹp của bà mua rồi, kẹp của bà ai lấy rồi. Lên mặt nạ nha mọi người ơi. Bà là nhãn hàng mặt nạ nha cả nhà nha. Color key nha. Và người đại diện dạng đưa chị người đại đánh diện thương hiệu của cái này là bà Hoàng Thị Chất. Hoàng Thị Chất cho mọi người nha. Thôi Hoàng lên đi mặt nạ đi cho mọi người. Bây giờ em sẽ lên đi cho mọi người nha. Combo 3 hộp nha. 3 hộp như thế này 624k hôm nay chỉ còn để lại giá yêu thương, giá ưu đãi cho một cả nhà là 240k thôi. 240k cho combo 3 hộp như thế này. Chứ mồm đi, mồm hóa bên nói chuyện mà. Rẻ hơn chỉ bán luôn. Mặt nó. Bởi vì sao? Bởi vì công ty Hoàng Tiến hôm nay được mời cái nhãn hàng. Công ty Hoàng Tiến mời được nhãn hàng đấy. Mọi người biết vì sao không? Ngày mai là mắt bà nhỏ quá. Gió. Đấy, mọi người thấy không? Màu đến cái mức mà gió thổi một phát mà bay luôn cả mặt nạ. Mọi người biết vì sao mà bà đẹp không? Bà trẻ mãi không? Vì sao? Vì bà là đại diện hay dùng cái sản phẩm Color Key này combo 3 hộp giá chỉ còn 240k thôi. Rồi bà mở mắt ra đi. Hôm qua nhận lời bán không có cái giá yêu thương này mọi người. Bà mở mắt ra, ok chưa? Ok chưa? Mai là như thiếu nữ 18 tuổi luôn. Mai không được tôi so luôn, không được đánh phấn nữa. Nhà ai mà có ông nào mà vợ bỏ vợ chê thì vào đây nha. Ông nào mà vợ bỏ vợ chê thì đây. Đấy. Bà đấy. Hoàng Thị Chất hôm nay đấy. Mới có 15 tuổi thôi. Rất là trẻ. Đấy, rất là trẻ trung. Rất là trẻ trung và năng động. Rất là trẻ đai. Ừ, thấy chưa? Quay, mày là tông, mày này đẹp quá. Rẻ quá. Mát. Đấy, dùng cực kỳ mát luôn mọi người, để lại để trong tủ lạnh cho em. Mọi người khi mọi người dùng vậy nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Tác dụng như thế nào Nhật Lệ kìa? Có mua 3 hộp như này nha mọi người ơi. Màu hồng thì ai mà muốn sáng da thì lấy cho em màu hồng nha. Bởi vì màu hồng là có tinh chất niacinamide. Còn màu tím thì dưỡng da, phục hồi làn da. Dành chuyên dành cho những da